Xin chào quý vị và các bạn, chúc một ngày tốt lành. Mời quý vị theo dõi một số tin tức buổi sáng ngày hôm nay. Thưa quý vị, sau khi nâng cấp mạng Stellar lên V20, đã có nhiều động thái tích cực và chúng ta biết rằng Pinebrook phát triển trên lõi của Stellar. Pinebrook chính là phiên bản nâng cấp của Stellar gốc. Hiện nay Binance đã tích hợp dữ liệu trên mạng Stellar một thông tin khác được chia sẻ từ Nguyễn Đức. Dữ liệu trích xuất cho thấy rằng nền tảng X đã tích hợp dữ liệu trên mạng Stellar. Thưa quý vị, một thông tin từ tạp chí Crypto Potato. Một tin vui mừng cho cộng đồng tiền điện tử và những ai đang nắm giữ đồng XRP. Rất có thể sẽ tạo ra một mức giá đột phá mới trong thời gian tới. Thông báo chính từ Ripple XRP ý nghĩa là gì? Ripple Lab vừa đưa ra một thông báo quan trọng và CEO cũng bình luận về ý nghĩa của nó đối với công ty. Cơ quan dịch vụ tài chính Dubai, DFSA đã phê duyệt việc sử dụng tiền điện tử XRP của Ripple trong trung tâm tài chính quốc tế Dubai, DIFC cho phép các công ty tài sản kỹ thuật số kết hợp XRP vào dịch vụ của họ. Sự chấp thuận này trùng hợp với những diễn biến tích cực của Ripple trong cuộc chiến pháp lý đang diễn ra với SEC và đã góp phần làm giá XRP tăng 12% trong 2 tuần qua. Đồng tiền này đang giao dịch ở mức 0,6 đô la. Các suy đoán về giá tương lai của XRP rất khác nhau. Với một số nhà phân tích dự đoán cao tới 220 đô la mỗi đồng, trong khi những người khác mong đợi mức tăng thận trọng hơn lên 0,9 đến 2 đô la vào giữa năm 2024. Ripple tái khẳng định cam kết của mình với XRP, nhấn mạnh mức tăng giá trị tiềm năng đáng kể liền với kết quả thử nghiệm của SEC. Ripple Labs gần đây đã thông báo rằng cơ quan dịch vụ tài chính Dubai DFSA đã phê duyệt XRP để sử dụng trong Trung tâm Tài chính Quốc tế Dubai DIFC. Trung tâm tài chính hàng đầu ở Trung Đông. Tin tức này có nghĩa là các công ty tài sản kỹ thuật số như sàn giao dịch sẽ có thể tích hợp đồng tiền này vào dịch vụ của họ. Hôm nay, cơ quan dịch vụ tài chính Dubai, DFSA, đã phê duyệt XRP theo chế độ tài sản ảo của mình, cho phép các công ty được cấp phép tại trung tâm tài chính quốc tế Dubai, DIFC, kết hợp XRP vào các dịch vụ tài sản ảo của họ. Thông báo này cùng với tin tức mới nhất về việc XRP tiến tới chiến thắng quyết định trước SEC đã thúc đẩy giá token trong tuần này hiện đang giao dịch ở mức 0,6 đô la. Theo dữ liệu từ trang TradingView, đồng tiền này đã tăng khoảng 12% trong 2 tuần qua. Brad Gallinghouse, người cùng với Chris Lazen đã được xóa bỏ mọi cáo buộc Tuyên bố rằng Ripple sẽ tăng gấp đôi sự hiện diện ở Dubai và mong muốn được làm việc với các nhà quản lý để nhận ra tiềm năng đầy đủ của tiền điện tử. Dubai tiếp tục thể hiện vai trò dẫn đầu toàn cầu khi đưa ra quy định về tài sản ảo và nuôi dưỡng sự đổi mới. Thật thú vị khi thấy DFSA khuyến khích việc áp dụng và sử dụng các tài sản kỹ thuật số như XRP để định vị Dubai là trung tâm dịch vụ tài chính hàng đầu nhằm thu hút đầu tư nước ngoài và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. Hầu hết các nhà giao dịch và nhà phân tích đều sẵn sàng cân nhắc và định vị cho mục tiêu giá tiếp theo. Chúng tôi đã thấy những dự đoán giá quá đáng trong vài ngày qua. Các nhà phân tích như CryptoBull dự đoán 220 đô la cho mỗi đồng xu, trong khi những người khác như CreditBull có quan điểm thận trọng hơn và nhắm tới 0,9 đô la và 2 đô la vào giữa năm 2024. Ngày 23 tháng 4 là ngày diễn ra cuộc thử nghiệm giữa Ripple và SEC. Johnny Deaton, một luật sư và người đam mê tiền điện tử gần đây đã cân nhắc về tầm quan trọng của cuộc thử nghiệm và cho biết Ripple sẽ không bao giờ từ bỏ XRP bởi vì theo ông, công ty có nghĩa vụ ủy thác không làm như vậy. Nếu XRP đạt 2 đô la Ripple có tài sản trị giá 100 tỷ đô la.